Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi giao máy với mình nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ qua quận 4, mình giao một cái điện thoại cho một cái bạn tên là Lê Thị Kim Uyên ở phường 4 quận 4. Và bạn này có gửi qua cho mình, gửi bằng Grab, gửi qua cho mình một cái điện thoại iPhone 5 thường. Và bạn này cũng là một thợ vọc luôn, cũng là con gái. Là con gái nhưng mà cũng vọc liễu lắm các bạn nha. Cũng coi clip của mình, rồi tự đi mua màn hình về, rồi tự thay. Nhưng mà thay thì cũng ok, thay được hết rồi. Nhưng mà phát sinh một vấn đề là khi mà máy sử dụng thì tầm được khoảng vài phút, bấm được vài phút là nó tự động nó tắt nguồn, anh khởi động lại. Đó, cho nên bạn đó mới gửi qua nhờ mình để coi lại như thế nào. Thì mình đã nhận được và mình lắp màn hình mới vô, thay màn hình. Và mình đã chạy reset máy lại từ đầu, khôi phục và đặt gốc lại đó. Thì thấy máy nó không còn có hiện tượng là bấm một lát tắt giống như ban đầu nữa. Là bây giờ là mình đã test cho mình coi YouTube, thì coi nửa tiếng một tiếng nó vẫn không có bị tắt gì cả. Nên mình quyết định là hôm nay mình sẽ qua giao máy. Giao máy là mục đích thứ nhất, còn mục đích thứ hai là mình muốn biết được cái bạn này là bạn nào. Thường thì mình không có đi giao máy các bạn à. Nhưng mà hôm nay mình nhín chút thời gian, tại mình đi công việc ngang quận 4, mình nhín chút thời gian để mình giao máy cho bạn này luôn. Sẵn mình muốn biết được bạn này là như thế nào, là con gái mà tại sao lại thích bộc bạch, thích lại biết, lại có thể tự thay màn hình điện thoại này nọ luôn. Mình đã gặp nhiều bạn cũng đi mua màn hình iPhone X về để tự thay này nọ, mình đã gặp rất là nhiều. Mà hôm nay mình thấy bạn này cũng nói chuyện cũng dễ mến khi mà tiếp xúc trên điện thoại, nên mình quyết định là mình sẽ làm một clip để mình review lại cái bạn này như thế nào để cho các bạn coi. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ cùng mình đi qua bên đây để giao máy nha. Đi qua đường Vĩnh Hội nha. Ok, chúng ta sẽ cùng đi qua phường 4 để mà giao máy bạn ha. Mình đang đi trên đường Tôn Thất Thuyết nè. Cái đường này nó xấu lắm các bạn, ổ gà ổ voi không à. Cái chỗ này là cái chỗ bãi rác nè. Chỗ này người ta tập rác rớt, rác dưới nên hôi quá trời. Nói thiệt chứ mỗi lần đi ngang đây cái mùi nó còn túi hơn là bấm vào hốc ở dưới quê mình nữa. Đường nó hơi xấu. Cũng gần tới rồi các bạn. Thì quận 4 là cái quận mà hồi xưa mình ở đầu tiên khi mình lên Sài Gòn đó các bạn. Ngày xưa mình ở quận 4 rồi ở được khoảng 2-3 năm gì đó thì bắt đầu mình dời qua quận 7. Và ở quận 7 tới bây giờ luôn. Thì mình coi quận 7 giống như cái quê mình luôn rồi đó. Tại mình ở lâu dài quá ghét thì mình cũng muốn đi chuyển đi chỗ khác ở nữa. Là coi như mình lên Sài Gòn bây giờ là cũng được mười mấy năm rồi đó các bạn à. Có nhiều bạn, cũng nhiều không phải là bạn, cũng như những người đa số là người lớn tuổi. Người lớn tuổi người ta không có đi được, người ta thường xuyên hay gọi điện mình hỏi là mình có đi lấy máy tại nhà hay không. Thì thật sự là mình không có thời gian đi lấy máy đâu các bạn à. Không có thời gian để mà đi tới nhà người ta để lấy máy về sửa. Nên ai mà sửa máy thì nói chung là chịu khó chạy qua nhà mình đưa cho mình, rồi gửi lại cho mình khoảng một ngày đó để mình báo kết quả. Nói chung máy thì không thể lúc nào mà cũng đem qua rồi sửa liền tại chỗ được đâu các bạn à. Ở đâu cũng vậy, phải cho người ta cái thời gian rộng rãi để mà người ta có thể kiểm tra máy này nọ. Tại vì máy nó dồn rất là nhiều, phải làm từ con chứ không phải cứ máy nào đến cũng sửa liền, rồi đâu có thời gian mà sửa liền cho các bạn được. Giờ kẹt xe, đường thì nhỏ mà xe bít, xe taxi, xe ba gác nó chạy dướng nhau. Con đường này là cái con đường buôn bán, quận 4 nói chung chỉ có buôn bán thôi chứ ở ngoài ra không có kinh doanh cái gì nữa. Thấy buôn bán đồ ăn không. Cái đường này ban đêm các bạn đi ngang thì toàn là đồ ăn không. Bán đêm sáng. Cũng gần tới rồi các bạn, quẹo qua đây là tới rồi.
tới đường Vĩnh Hội đó các bạn. Tới đường Vĩnh Hội rồi. Tới rồi. Để mình gọi điện cho bạn Uyên ra lấy điện thoại đây. Tên Ngọc Hiền. Alo. Anh đứng ở cửa nè. Đây làm ở spa các bạn, làm spa. Spa tên là Ngọc Uyên. Quá người đẹp. Nội. Còn cái màn hình bữa em anh thay on không? Dạ còn, nhưng mà có em thay không ạ? Có, ở trong cái đó anh còn xài được không? Em không biết mà em sợ bỏ vô cái nó bị sọc sọc, em không biết xài được. Vô sọc sọc hả? Em ra đi có gì anh về. Dạ. Bị sọc sọc cái chắc là hư rồi. Đang làm. Bạn này cũng dễ thương các bạn. Này là em có cài CDA nè, cho nên có thể là nó do lỗi đó, bởi vì nó mới tắt máy hoài. Anh có chạy cài đặt, khôi phục cài đặt lại á, rồi nó không có phát bị. Anh mở YouTube thì test thấy nó cũng không bị tắt nữa. Lúc mà cái này màn hình cũ á thì giờ là vẫn mở cho bình thường, chỉ có điều là nó bị sọc thôi. Không có bự thôi, từ khi bỏ cái đó vô xong rồi là nó hư luôn. Cái em mới bỏ vô lại cái cũ. Cái này biết còn xài được không? Sợ như lúc sọc. Lên 300 rồi anh có thay cọng dây đúc nguồn cho em luôn á. Dạ. Tại vì bấm thấy nó lúc ăn lúc không. Dạ, cảm ơn anh. Bộ coi clip anh mà muốn tự đi mua về thay anh hả? Dạ. Dạ cũng bọc dữ, con gái cũng bọc. Dạ, cảm ơn anh. À, có gì về nhà em, anh có xài cái gì ai lao chính chủ không? Có. À, về thoát đó ra xong em reset máy từ đầu đi. Tại vì nó còn cái CDA trọng á, dễ bị lỗi máy. Bạn ra máy lóc rồi. Máy lóc rồi. Máy lóc anh bỏ sim vô, sim của anh bỏ vô là nó kêu kích hoạt á. Còn sim em là lần trước nó ghép vô. Thôi em lâu lắm rồi. Rồi ok vậy. Rồi. Thôi đi về mọi người ơi. Giao máy kiếm tiền xong đi về. Các bạn thấy là con gái cũng bọc dữ lắm, làm ở trong spa. Giờ đi về các bạn nha, lại qua cái đoạn đường này kẹt xe nữa. Chỗ này nó sửa đường mà xe lớn đi không à, thấy là xe tải nó đứng phía sau đợi chờ tới lượt đi á. Là khi mà xe máy qua hết rồi là xe tải chạy vô. Nắng quá. Bạn Nguyên này là không biết là nhân viên ở trong cái spa đó hay là chủ của spa đó nữa. Tại vì tên thì cũng tên Thu Nguyên mà cái cửa hàng spa đó cũng tên Nguyên luôn. Cái màn hình này bạn này lắp vô nó bị sọc nè, chắc là không biết lắp đó. Nói chung là lắp chưa có chính xác đó, nên màn hình bị sọc.
Và cái thứ nhất, cái thứ hai là khi mình nhìn lên cái màn hình đó, mình thấy là có cái dấu là siết ốc bị xoáy vào trong cái màn hình chốc sơn, là mình nghĩ là bạn này sử dụng một cái con ốc sai, bắt sai ốc nên dẫn đến là cái màn hình nó bị xoáy một cái lớp keo ra, lớp sơn ra, là sử dụng cái con ốc dài bắt vô cái ốc ngắn đó các bạn. Nói chung là bộc bạch thì ai cũng có thể bộc bạch được đó các bạn nhé. Đó, ngay cả một bạn gái làm nghề spa mà còn coi clip của bạn TV mà để mà bộc bạch nữa, mà thì các bạn là thanh niên thì chưa sức rồi. Ra ngoài đi giao máy thì nọ gặp bạn này bạn nọ nói chuyện giao lưu vài câu đấy cũng vui, nhưng mà bạn cũng đang trong công việc nên mình cũng có hỏi được chuyện. Mình định hỏi là coi cái clip mình rồi và tự bọc bạch rồi làm có mất tích bao lâu. Cầu sửa điện thoại thì cứ alo cho mình qua số điện thoại là 0772659991 nha. Và cái thời gian mình bật máy điện thoại lên hàng ngày là từ lúc 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều mình kết thúc. Nhưng mà cũng tùy ngày thôi, có ngày mình là mệt quá mình cũng nghỉ. Ngày nào mà các bạn gọi điện mình mà thấy hơi bao là biết mình nghỉ rồi đó. Rồi có ngày mình bận công việc đi chụp hình này nọ nên mình cũng nghỉ lửng nửa ngày nọ. Nói chung là anh chị nào mà cứ muốn sửa điện thoại là cứ liên hệ trước đi, cứ gọi trước đi hả qua. Chứ đừng có qua đột xuất mất công không gặp được mình nữa. Nhiều người ở xa, ở tận Củ Chi, ở tận Bình Chánh mà chạy lên rồi không gặp được mình thì nhiều lúc cũng khó lòng lắm bạn ạ. Mình là chạy thẳng về quận 7 luôn các bạn. Mình chạy thẳng về quận 7 rồi mình ghé cái chỗ cửa hàng Phát Lộc đó, mình mua đồ linh kiện sửa chữa máy luôn. Nói chung là đi một công hai chuyện, từ quận 7 xẹt quận 4 thì đối mình nó gần lắm bạn, mình đi mỗi ngày à. Đi chút xíu tới. Rồi chắc mình kết thúc cái video ở đây các bạn ha. Tại cũng không có gì để nói hoài, nói đi nói lại cũng có nhiêu đó à. Mình sẽ cố gắng làm thêm những video kiểu như vậy để cho các bạn có những cái gọi là cái miếng ăn gì đó với mẹ.